Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Việc phát hiện ngày càng nhiều các hệ hành tinh khác biệt so với hệ mặt trời của chúng ta đang không ngừng thách thức sự hiểu biết của giới thiên văn học. Và hệ 6 hành tinh TOI 178 mới được khám phá, trong chòm sao Ngọc Phu là một ví dụ nổi bật cho điều này. Hệ thống TOI 178 nằm cách trái đất 200 năm ánh sáng, chứa ít nhất 6 hành tinh với quỹ đạo hiếm gặp. Trước đây, khi quan sát TOI 178 bằng vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh quá cảnh TESS của NASA, các nhà khoa học dự đoán ngôi sao này chỉ có 2 hành tinh quay quanh. Tuy nhiên, những quan sát mới có độ chính xác cao hơn từ vệ tinh KIAPS của cơ quan vũ trụ châu Âu ESA được phóng lên vào cuối năm 2019 đã tiết lộ rằng hệ thống này chứa ít nhất 6 hành tinh với quỹ đạo hiếm thấy. Trong báo cáo xuất bản trên tạp chí Thiên văn học và Vật lý Thiên văn hôm 25 tháng 1, nhóm nghiên cứu từ Đại học Geneva và Bern của Thụy Sĩ do tiến sĩ Adrien Leleu dẫn đầu cho biết, ngoại trừ hành tinh gần ngôi sao nhất, cả 5 hành tinh ở phía ngoài của hệ thống TOI 178 đều bị khóa trong quỹ đạo lặp lại của chúng. Các nhà khoa học gọi hiện tượng này là cộng hưởng quỹ đạo, có nghĩa là nó có những mô hình lặp lại khi các hành tinh di chuyển xung quanh ngôi sao, với một số hành tinh cứ sau vài vòng quỹ đạo lại thẳng hàng với nhau. Hiện tượng cộng hưởng này trước đây đã từng được quan sát thấy trong quỹ đạo của nhóm mặt trăng Io, Europa và Ganymede của sao Mộc. Trong đó, với mỗi quỹ đạo của Europa, Ganymede hoàn thành 2 quỹ đạo và Io hoàn thành 4 quỹ đạo. Đây là mô hình 4, 2, 1. Tuy nhiên, chuyển động cộng hưởng trong hệ thống TOI 178 phức tạp hơn nhiều vì nó liên quan đến 5 hành tinh theo mô hình 18, 9, 6, 4, 3. Ban đầu, các nhà khoa học chỉ tìm thấy 4 hành tinh trong chuỗi cộng hưởng, nhưng dựa theo mô hình, họ dự đoán rằng phải có một hành tinh khác ẩn trong hệ thống, hành tinh thứ 5 tính từ ngôi sao. Quan sát bổ sung từ KIAPS sau đó đã xác nhận giả định này là đúng. Các hành tinh được gọi là TOI 178b đến TOI 178g. Hành tinh đầu tiên được phát hiện thường được đặt tên theo ngôi sao, cộng với chữ B thường đằng sau. Chu kỳ của các hành tinh theo thứ tự từ ngôi sao và theo ngày trái đất là B bằng 1,91, C bằng 3,24, D bằng 6,56, E bằng 9,96, F bằng 15,23 và G bằng 20,71. Khi xem những con số đó, chúng ta có thể biết rằng hành tinh D mất thời gian quay quanh ngôi sao gần gấp đôi thời gian quay quanh ngôi sao so với hành tinh C. Vì vậy, cứ mỗi khi hành tinh C quay quanh ngôi sao 2 lần thì hành tinh D quay 1 vòng. Chu kỳ của hành tinh E gấp 3 lần chu kỳ của hành tinh C, nên cứ mỗi lần hành tinh E quay xong 1 vòng thì hành tinh C quay trong 3 lần. Tiếp đó, khi hành tinh F quay quanh ngôi sao 2 lần thì hành tinh E sẽ quay 3 lần quanh ngôi sao. Và cuối cùng, hành tinh G quay quanh ngôi sao 3 lần cứ mỗi khi hành tinh F quay xong 4 lần. Các quỹ đạo trong TOI 178 được sắp xếp rất tốt, điều này cho thấy hệ thống này đã phát triển khá yên bình kể từ khi nó hình thành. Trong khi các hành tinh của TOI 178 quay quanh ngôi sao một cách có trật tự, mật độ và kích thước của chúng lại không tuân theo bất kỳ mô hình cụ thể nào. Một trong những hành tinh của nó có mật độ bề mặt dày đặc như trái đất, nằm cạnh một hành tinh xốp có kích thước tương tự. Tiến sĩ Adrien Leleu cho biết, đây là lần đầu tiên chúng tôi quan sát thấy sự thiết lập như vậy trong một hệ hành tinh. Thông thường, các hành tinh trong chuỗi cộng hưởng có mật độ giảm dần khi chúng di chuyển ra xa ngôi sao, và đó cũng là điều mà chúng tôi mong đợi. Phát hiện mới đang thách thức các lý thuyết hiện tại về sự hình thành hành tinh. Nhóm của tiến sĩ Adrien Leleu muốn tiếp tục sử dụng KIAPS để nghiên cứu chi tiết hơn về hệ thống TOI 178, bao gồm khả năng hỗ trợ sự sống của các hành tinh. Và điều gì đã xảy ra với hành tinh ở trong cùng của hệ thống khiến cho nó không tham gia vào chuyển động cộng hưởng. Một hệ mặt trời khác có 7 hành tinh giống trái đất. Hệ sao Chappie 1 tiếp tục gây kinh ngạc sau vài năm được chứng minh là sở hữu 7 hành tinh đại dương.
mà trong đó 7 hành tinh này còn có thành phần và kết cấu giống trái đất của chúng ta. Theo nghiên cứu vừa công bố trên Planetary Science Journal, cả 7 hành tinh đều có mật độ tương tự nhau và đều là hành tinh đá, với các vật liệu cơ bản như sắt, oxy, magie và silic tương đồng với trái đất. Tỷ lệ thành phần các vật liệu có thể khác biệt so với trái đất một chút, bởi 7 hành tinh này có mật độ kém trái đất khoảng 8%. Các tác giả cho rằng, chính tỷ lệ sắt tạo nên sự khác biệt này, chúng chỉ chiếm 21% thành phần bên trong hành tinh, trong khi ở trái đất là 32%. Vì thế, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi NASA đã đưa ra 3 phiên bản mà các hành tinh này có thể sở hữu. Đầu tiên là có đại dương lớn bao phủ khắp hành tinh, có lớp phủ mỏng và lõi lớn. Thứ hai là có đại dương rải rác như trái đất, lớp phủ dày, có lõi nhỏ hơn trái đất một chút. Thứ ba là có đại dương rải rác, có lớp phủ dày và nhiều vật liệu nặng, không có lõi. Trong đó, các nhà khoa học nghiêng về giả thuyết một số trong 7 hành tinh sẽ là phiên bản số 1, trong khi một số khác là phiên bản 2, giống trái đất nhất. Nhưng quan trọng hơn, chúng đều có nước và là hành tinh đá như hành tinh chúng ta. Hai yếu tố đó đem lại cơ hội lớn cho sự sống phát sinh. 3 hành tinh ở gần sao mẹ nhất có thể quá nóng, nhưng nếu chúng có bầu khí quyển dày đặc như sao Kim, thì nước vẫn có thể tồn tại ở trạng thái lỏng. Cả 7 hành tinh đều quay rất gần sao mẹ, gần hơn khoảng cách mặt trời và sao Thủy. Tuy nhiên sao mẹ của chúng là một sao lùn đỏ mát hơn mặt trời nhiều lần, nên một số hành tinh vẫn có nhiệt độ phù hợp với sự sống. Các nhà khoa học đã dùng các quan sát lặp đi lặp lại của ánh sáng sao, kết hợp với các phép đo thời gian của quỹ đạo các hành tinh, cho phép các nhà thiên văn ước tính khối lượng và đường kính các hành tinh. Theo nhà vật lý thiên văn Caroline Don, thành viên nhóm nghiên cứu cho rằng, hệ sao này đem đến cơ hội tuyệt vời về một hệ mặt trời có sự đa dạng và đồng nhất, độc nhất vô nhị của các hành tinh đá giống trái đất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.